chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Lime Việt Nam. Hôm nay Lime Việt Nam sẽ giới thiệu với cả nhà một cái món chè mâm. Chè mâm Khánh Vi nha mọi người. Thì ở đây là cái lô hát của chung cư Ngô Gia Tự của phường 2 quận 10 nha. Thấy khách rất là đông. Rồi qua GrabFood và Now nữa. GrabFood Now tới order rất là nhiều mọi người. Thì mình ghé vào ăn thử và giới thiệu cho mọi người cùng xem nha. Mọi người có dịp đi qua đây thì ghé vào thưởng thức. Đây. Đây bên này là bà chủ á mọi người. Thì áo trắng là bà chủ á mọi người. Rồi là cho em chưa? Bên một mâm ấy mọi người. Tại sao mình lại gọi là chè mâm hả chị? À. Nằm trong cái mâm cho nên gọi là chè mâm đúng không? Trắng bồn, chuối. Trắng bồn, chuối, đậu xanh, cho nước bắp. Là sáu hay. Đây có 16 món tất cả mọi người. Chè mâm Khánh Vi. Theo như thì anh làm ở đây anh giới thiệu là gọi là chè mâm bởi vì nó nguyên mâm luôn, đặt ở trên mâm. Có tất cả là 16 loại chè luôn. Ba ba, táo xoàn, khoai môn, đầu đỏ, mè đen, trôi nước, đậu xanh, bánh flan. Ôi trời ơi mọi người, rất là nhiều. Trời ơi, ok. Bên này thì khu vực người tới khách tới ăn đó mọi người, rất là đông. Đây cái gì phải bỏ lên mâm ha. Tiệm chè của mình là lâu chưa anh ha? Bao nhiêu năm ta? Hả? Mấy chục năm anh chè. Mấy chục năm rồi hả? À. Có đồ chù bao giờ không? À, không biết, không biết lịch sử là mấy chục năm rồi. Chè mè đen hả? À, mình chưa ăn chè mè đen bao giờ. Nghe bảo ăn cái này khỏe lắm á. Lần đầu tiên thấy cái mùi chè mè đen nào ít. Đen vui vui ha. Cái gì thấy, chắc là rất bán. Có chứ, bán nhiều quá. Mình không biết thôi. Chị ơi, chè, quán chè của mình là bao nhiêu năm rồi ta? Cái này mấy chục năm rồi hả chị ha? À chủ chưa ra hả? Dạ. À chủ mấy giờ ra hả chị? Dạ, không chủ bao nhiêu khi nào thì ra? Em có một tí nữa để em điện cho chị ra. À dạ dạ. Mọi người quán rất là đông. Thấy cả GrabFood rồi Now mọi người tới ăn cực kỳ đông luôn. Một cái góc nhỏ ở bên chung cư Ngô Gia Tự thôi nha mọi người. Quận 10. Khu vực này cũng khá là trung tâm. Hôm qua đông lắm ha. Hôm qua thì ngày thất tịch gì đó. Không biết có đông không mà 30 người hoài đó. À. Hôm qua thì siêu đông rồi, quán nào vậy hay sao á? Hôm qua nghe bảo. À. Hôm qua thì nghe bảo là hai anh chè đầu đỏ là sẽ thành đôi thoát ế đó mọi người. Đây mọi người ơi. Quán chè siêu đông. Với những cái nồi siêu to, siêu khổng lồ ở lô hát của chung cư Ngô Gia Tự nha mọi người. Ai có dịp đi qua đây ghé vào thưởng thức này. Ngày hôm qua thì cái ngày thất tịch ngày mùng 7 tháng 7 thì người ăn rất là đông. Thì lại có cái tương truyền rằng ai ăn chè đầu đỏ vào ngày mùng 7 tháng 7 thì sẽ có đôi có lứa nha, phát ế. Người ta bảo vậy thôi chứ không biết sao.
Hôm qua nghe bảo ba chồng. Đây mọi người thấy không? Quá trời đông. Đây có đặc điểm là bán thành mâm ấy mọi người. Đây. Đây cái mâm. Quá trời đông mọi người ơi. Sáu chén 36 ngàn. Quá rẻ luôn. Thành ra là một chén là 6 ngàn mọi người. Đây có vấn đề gì đi. Wow. Đúng. 3 giờ đến 10 rưỡi. Đây chè, chè này chè bắp. Cái này là chè mè đen. Còn những cái loại chè khác thì mình cũng không có rành nha mọi người. Cái này là gì anh ha? Đậu đỏ. À, chè đậu đỏ đó mọi người. Ở khu vực Sài Gòn thì cả cái quán chè khá là lâu đời, rất là nhiều mọi người. Khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận 5, quận... quận 6 rất là nhiều. Và cả cái quán chè nổi tiếng và phần đa là đều có gốc hoa hết mọi người. Gọi chưa? Gọi chưa? Chè mâm 16 món nha mọi người. Nó dạo quá trời luôn. Sáu loại chè tất cả và những có những cái loại chè rất là đặc biệt và mình mới hay tên lần đầu mọi người. Chè Ý, chè Thân, chè Chuối, xô đậu xanh, chè Mè Đen, Táo Xoàn, Ba Ba là loại chè tên rất là lạ, chưa bao giờ nghe được. Bán quá trời luôn. Chè đậu đỏ vẫn hết đầu tiên. Cái này mua mang về thì sẽ cho vẫn đem về 1 ly 10 ngàn. Ăn tại chỗ thì 1 chén 6 ngàn.
Cho em chè mè đen đi. Bây giờ mình sẽ gọi ăn chè mè đen xem thử nha mọi người. Bin ơi, gọi chè gì chưa? Tao ăn ở đây mà. Tao ăn ở đây. Rồi mình chỉ có ăn được một chén chè mè đen thôi nha mọi người. Mấy chị này cũng vất vả công việc liên tục cho nên cũng không có. Dạ chè mè đen đó chị. Dạ ăn ở đây chị ơi. Ngồi đi. Bạn vô ghế ngồi đi. Dạ. Rồi chè mè đen ít nước dừa nha mọi người. Rồi bây giờ ăn thử xem như thế nào nha. Dạ cảm ơn chị. Đây nha mọi người ơi. Bây giờ mình gọi một cái chén chè mè đen. Có thêm ít nước dừa nữa. Chè mè đen, đây là lần đầu tiên mình ăn chè mè đen nha mọi người. Wow, nó dẻo quá. Chè này là rất là nóng, không phải như các cái loại chè khác ăn cùng kèm với đá nha mọi người, mà cái này là chè nóng. Nghe bảo ăn chè này rất là khỏe người ấy mọi người. Rất là thơm. Nó là sự hòa quyện giữa mè đen, nước dừa, đường. Rất thơm mọi người ơi. Còn chè này thì rất là lâu và nổi tiếng ở khu vực này rồi. Ngon mọi người. Mọi người có dịp đi qua đây ghé vào thưởng thức nha mọi người. Đây. Chúc mọi người ngon miệng nha. Nguyên mâm chè mọi người. Đây đầu đỏ hết sạch mọi người. Sát chồng. Rồi múc mẹ cho nước liền. Một mâm vậy là bao nhiêu hả chị? Dạ. Chè vừa ngon này có màu sắc rất là đẹp. Đây là một mâm. Một mâm chè như vậy là bao nhiêu tiền thuốc? Thiếu rồi chỉ có lần nữa. Cái này là 13 mâm. 102.000 nha mọi người. À chưa đủ ạ. Mâm đó là cái đó. Mâm này là người ta gọi thôi, bình thường là mâm kia là 16 món là nó chưa múc chưa đủ, còn thiếu cái gì nữa không? Hả? Người ta không trừ ra hả? Wow. 100 chiều hơn 100.000 chút xíu thôi mọi người. Chú bày ngồi đi cô ơi. Đây, chè mâm. Càng về tối thì quán chè rất càng đông nha cả nhà mình ơi. Cả nhà mình có dịp thì cả nhà mình đi qua đây ăn thử nha cả nhà mình ơi. Quá trời đông, chè thì ngon và màu sắc rất là đẹp, chè nóng nha. Chè mâm khánh vi nha mọi người. Có bánh phô lan, rau câu dừa. Có cả thầy là 16 món. Rất là ngon ở khu vực cái chung cư Ngô Gia Tự quận 10 nha. Ba quán chè lại nổi tiếng như vậy là nhưng là do một anh làm chủ nha mọi người, chứ không phải là chị phụ nữ làm chủ mà anh làm chủ. Quay review YouTube á chị. Cái này gọi là chè mắm ta? Chè mắm có lâu đời rồi. Hồi xưa là mấy sinh viên ăn á, mỗi lần ăn tới đây nó kêu mắm cái chè mắm. À. Chè mắm xuất phát từ đó đó. À thì như vậy như một mâm như em thấy to đùng như thế còn 100 bao nhiêu anh ha? Mâm hiện giờ là 102 mà ai ăn mâm mình tính 100. À, anh nguyên mâm tính 100.000 thôi. À, hay quá ha. Cái này là bao nhiêu năm rồi hả anh? Không nhớ được đâu. À. Ngoài quán trước giải phóng tới giờ. Ồ, thì mình bán 18 năm. À, riêng anh là 18 năm, còn ngoài bán trước giải phóng rồi. Tức là một địa chỉ này thôi. Ba đời bán rồi. Ồ, à, nhiều quá ha. Dạ, yeah, dạ. Ngày bán mấy ngàn miếng. Đông khách quá trời. Dạ. Đông quá trời luôn. Như tháng 7 này là tháng Lan người ta ăn chè nhiều. À, đúng rồi, người ta ăn chè nhiều.
Em cứ tưởng là chủ quán là một chị phụ nữ nhưng mà... Đúng rồi, bà xã con hôm nay đông quá, bà xã đang nấu đậu đỏ thôi. À, nấu đậu đỏ. Tôi ra thấy tôi coi thế. À, dạ, 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 hay quá. Chứ tôi làm người khác. À, dạ, 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 dạ. Rồi, cảm ơn anh nha, chè ngon quá trời luôn. Chè thân hoài luôn. Dạ. Bạn trước giải phóng cơ mà. Dạ. Thấy ăn ở đây so với những cái tiệm chè khác thì như nào cô ha? Chắc ăn ở đây lâu thì mình gọi là mối ruột thì chắc là đây phải ngon rồi mình mới ăn thôi đúng không? Dạ.